Jennie, Blackpink sợ sẽ hối hận nếu không đóng phim 18+. Jennie, Blackpink đã có những chia sẻ thú vị về cơ duyên đến với vai diễn đầu tay. Tiếp bước chỉ cả Jisoo, Blackpink, Kim Jennie khiến người hâm mộ hào hứng khi chốt đơn tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình do Mỹ sản xuất. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Elle, Jennie cho biết mình sẽ hối hận nếu không nhận lời tham gia bộ phim đầu tay gắn nhãn C18, The Idol. Sau khi Jisoo gây thương nhớ với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình thể loại lãng mạn, tâm lý Snowdrop, Hoa Tuyết Điểm vào đầu năm 2022. Người hâm mộ của nhóm nhạc Blackpink được dịp bấn loạn khi biết Jennie cũng lấn sân sang diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle tại Los Angeles, Jennie thừa nhận cô không có ý định đóng phim từ trước. Tuy nhiên, nữ diễn viên tân binh cho biết mình đã lập tức nắm bắt cơ hội khi nhận lời mời tham gia dự án. Bởi Jennie biết được rằng mình nhất định sẽ hối hận nếu bỏ qua cơ hội quý giá để chạm ngõ màn ảnh lần này. Với việc tiết lộ bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, cư dân mạng đặt nhiều kỳ vọng vào The Idol và những dự án phim ảnh tiếp theo của Jennie. Đặc biệt, Jennie cũng nói về mong ước trở thành một nghệ sĩ có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Cô cho biết mình sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi của khán giả và trân quý từng phút giây được làm việc với dàn cast đẳng cấp quốc tế. Trước đó, vào khoảng giữa cuối tháng 7, công ty quản lý của Jennie đã xác nhận nữ diễn viên sẽ tham gia phim The Idol, hợp tác với The Weeknd. Theo đó, Jennie đã chia sẻ cảm nhận về vai diễn đầu tay thông qua công ty quản lý rằng, ngay sau khi đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy đây là dự án rất hấp dẫn và muốn được xuất hiện trong bộ phim này cùng với mọi người. Cảm giác lúc đó vô cùng hào hứng. Tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, mong mọi người sẽ đón nhận nó thật nhiều. Phim truyền hình dài tập The Idol lấy bối cảnh tại Los Angeles, nơi có ngành công nghiệp âm nhạc phát triển. Phim khai thác sâu chuyện tình giữa một ca sĩ nổi tiếng với người đàn ông bí ẩn tại L.A. Những thông tin cụ thể về bộ phim cũng như việc xây dựng tính cách nhân vật vẫn chưa được công bố rộng rãi.